Vàng chú rể Ngọc Lan bị dàn trai đẹp cưỡng hôn, cô dâu Ngọc Lan tràn ngập hạnh phúc bên cạnh vị hôn phu điển trai và người thân bạn bè. Sau lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà Ngọc Lan, vào sáng nay, cặp đôi tiếp tục di chuyển ra một trung tâm tiệc cưới để dùng tiệc thân mật với người thân bạn bè hai bên gia đình. Chiếc váy cưới của Ngọc Lan có kiểu dáng cổ điển mang phong cách công chúa. Trong mắt Ngọc Lan, vị hôn phu là một người đàn ông cầu tiền, luôn nỗ lực trong công việc lẫn cuộc sống. Đó chính là ưu điểm khiến nữ diễn viên cảm thấy ngưỡng mộ và thêm yêu thiếu gia Minh Đức. Sau những lần đận trong tình cảm, bây giờ Ngọc Lan đã có thể mỉm cười hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất. Thiếu gia Minh Đức đã chuẩn bị đội ngũ tề chỉnh, mặc trang phục áo dài truyền thống lịch lãm cùng với dàn bưng quả nhà trai cùng với nghệ sĩ Tú Hữu Châu đến nhà cô dâu Ngọc Lan ở Bình Tân để tiến hành lễ ăn hỏi. Cặp đôi Minh Đức Ngọc Lan được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý và nhận lời bưng mâm quả giúp. Chú rể Minh Đức chọn bộ trang phục áo dài nam cách điệu, ga màu trắng trẻ trung và thanh lịch đến nhà gái. Dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam góp mặt trong hội bưng quà của Minh Đức như Trương Nam Thành, Quốc Trường và Bảo Sơn. Sàn bưng quà phía nhà gái cũng toàn các gương mặt xinh đẹp như Khánh Hiền, Hồ Bảo Trâm và Vũ Ngọc Anh, các nàng phụ dâu tươi tắn và rạng rỡ trong bộ áo dài hồng phấn nữ tình. Nhà gái Ngọc Lan ở Bình Tân được trang trí theo tông màu hồng lãng mạn với cầu hoa được kết hoa từ những đóa hồng trắng, hoa hồng đủ các loại cây tươi, rực rỡ và sống động. Bàn thờ gia tiên nhà gái cũng được trang trí với hoa màu trắng, hoa hồng phấn lãng mạn, ở giữa là một chữ hỷ sơn son tép vàng. Cô dâu Ngọc Lan e ấp trong chiếc áo dài voan hồng phấn pha xám với chiếc áo da cách tân của chú rể Thành Bình, cả hai ra mắt hai bên gia đình. Ngọc Lan vốn là người rất máu nước mắt, khi nghe mẹ ruột dặn dò về trách nhiệm của người vợ trong gia đình, cô không nén được xúc động bật khóc. Sau khi cùng thực hiện nghi lễ trước bàn gia tiên, lễ ăn hỏi được tổ chức theo nghi thức truyền thống kết thúc, Ngọc Lan và Thành Bình đã nhanh chóng thay đổi trang phục đến nhà thờ làm lễ đính hôn. Được biết, bộ trang phục của Ngọc Lan và Minh Đức đều do thiết kế Phạm Anh Đăng Thư thực hiện, chiếc áo dài của Thành Bình là kiểu ảo được cách tân với thiết kế phần vạt ảo, đắp chéo sử dụng kiểu nút to, tạo nên nam tính mạnh mẽ cho trang phục. Trên vai áo các họa tiết theo 3D nổi làm chiếc áo dài trông mềm mại hơn, song vẫn không kém phần nam tính. Bên cạnh đó, áo dài của Ngọc Lan được làm từ chất ren, bên trên được đắp voan, tạo nên sự bồng bềnh, sang trọng và lãng mạn. Phần thiết kế ngực ảo đính các hoa nổi 3D tuyệt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.